Alo, xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại series cùng chơi fam The Treehouse. Và lần trước là chúng ta là rất là nhiều cái gì việc xảy ra đúng không? Nói chung là tóm tắt là bây giờ là chúng ta đã quay à đâu thêm 5 năm nữa rồi, là gặp được hết các học sinh cũ rồi, nên nó trưởng thành hết rồi. Cái nội dung thì chắc là rất là nhiều nên mình không tóm tắt đấy. Mình sẽ tiếp tục chơi luôn để xem cái chúng ta còn những cái việc gì để làm ở trên cái nhà thờ này không? Làm nó một số việc rồi chúng ta có thể làm đi đánh trận thôi. Đây là cái nhiệm vụ chính là đi đánh một cái vùng ở trong cái bên đội tim vàng này nào. Golden Deer này. Cái bọn bọn Alliance này. Đến tầm này là game nó chuyển rồi. Cái một cái kiểu không khí rất là nghiêm túc luôn nha. Đợt trước là vẫn còn đi học với cả ấy, uống trà cái kiểu. Bây giờ là trên về cơ bản là rất là nghiêm túc rồi. Là tiêu diệt thằng này, tiêu diệt thằng kia rồi à. Không còn là rong chơi nữa. Mình nghĩ là mình có đủ cái vật liệu ấy để đưa cho cái anh Hubert này. Đây mấy quả cà chua hay gì. Mình nghĩ là cái game này là hạng nó bảo là 80 tiếng là cũng đúng đấy. Thank you. Nếu mà nói là 80 tiếng mà chơi full thì chắc là bây giờ mình mới chơi nửa game. Mình lại cứ tưởng là hết rồi. Chúng ta còn hai cái này. Ok, chắc là mình đầu tập mình xem cái support này. Ferdinand này. Standing tall, I see. Edelgard, hello. What do you think of this horse? An equine marvel, no? Look how intelligent he is. You can see it in his face. Certainly much smarter than your horse. Thằng này vẫn kiểu như học vừa học. What a lovely bloom. Behold, Edelgard. Do you see this blood-red bloom? Cái hội thoại này. This is much more impressive than the pale little sprigs you have there. And as I'm sure you know, redness symbolizes courage and strength. Cái hội thoại này chắc là hồi vẫn còn đi học, nhưng mà bây giờ chỉ là nhân vật là học mặc hai cái trang phục khác. Ferdinand, nhìn trông hơi bị lạ. Stop. I can't believe you're wasting my time with a petty one-sided rivalry. Bên nữ hoàng. What are you complaining about? You told me not to publish my pamphlet and I complied. I've had enough of your foolish antics. Very well. I will grant you the duel you so desperately desire. But when I win, you must forfeit the right to bother me with your ridiculousness. Forever. Do we have a deal? Ah, so you'll fight me after all? Wonderful. To battle then. All right, Edelgard. Have at me. As you wish. It only took you one blow? How? I can't afford to hold back against an opponent like you. I led with my fastest, strongest strike. Fastest and strongest? You're just flattering me. I have been defeated. Utterly. I cannot believe I was foolish enough to challenge such a plainly superior opponent. The difference in our skill level is not so great as all that. If you had taken the first strike, you might have won. That's why I didn't give you the chance. I do not think talent is what separates us so much as readiness. I had not the faintest idea of what to expect from a real duel. I was playing. You that such an ill-prepared noble would think to challenge you? It is laughable. Ferdinand. Ferdinand. Edelgard với cả Petra. I have been watching you in secrecy, Edelgard. But you and Hubert were noticing me, correct? Well, if you intend to shadow us like that, you can be sure it won't escape our notice. Hubert was primed and ready to remove you. I ordered him to stand down. Hubert kia lại chuẩn bị giết người. You have my thanks. I have been making a decision that I am wanting to learn from you. I was thinking it was enough to be shooting one bird with one arrow.
But after speaking with you, I trained with hardness. Now I can be shooting two birds with one arrow. Mm. Two pheasants? Are you implying that... Yes, a single arrow. That's astounding, Petra. Hmm. It's perhaps a bit late to explain now, but what I was getting at earlier was actually... I am having a joke. You... come again? I really was shooting these birds with one arrow, but my joke is that I did have understanding about what you told me. I took it to my heart. Did you now? You are a person with great bluntness. I am admiring of you. As an emperor, a commander, a warrior, and a friend, you are excelling at all that you do. All of the Empire is resting on your shoulders. And that is including Bridget, too. Cô này đồng minh à, cô Aedaga. I will not be falling behind you. I will be carrying Bridget on my shoulders, too. And one day, you and I will be facing each other. And we will be shaking hands. Sao mình nghĩ là nếu mà chọn theo cô giáo chủ ấy, chắc là mấy cái hội thoại này là không xuất hiện. Bởi vì kẻ thù là chúng... kẻ thù của game này thành cô Aedergaard này nhỉ? Nên nó mới để là cái hội thoại B đến tận bây giờ là mới unlock cho mình. Yes, that much is certain. I can see that you no longer need me to look out for you. You and I are much the same. We dutifully shoulder our burdens and stand tall no matter what. It would be foolish of me to deny it. Your words give me great joy. And it also gave me joy to see you being flustered when I was showing you the bird. A cheap trick, to be sure, but inarguably funny. To think that you went to all the trouble of shooting two pheasants at once for the sake of a joke. Well played, Petra. We both are bắn growing every chim day. Một tên, vãi. I hope we will keep doing so. Cô này mặc đồ như thổ dân. Đợt trước còn mặc đồ hiện đại, nhìn trông gái hiện đại, bây giờ trông kiểu gái thổ dân. Bernie Ferdinand. Even with the fires of war raging all around us, tea never fails to soothe the soul. Do you not agree, Bernadetta? I hadn't actually thought about it, but yes. Excellent. Oh, that reminds me. Bernie. What's that? A long time ago, my parents were in talks to arrange my marriage with a certain young lady. She never set foot outside of her room. And she made little dolls to curse her perceived enemies. Mm. Such were the rumors. Frightened, I dissuaded my parents from going through with their plans. I can see that. She does sound pretty frightening. I relate to the staying in the room part, though. That girl was you, Bernadetta. A daughter of House Varley. What? I don't make dolls to curse people. Vậy thì anh hồi xưa là được lên kế hoạch để gả cho anh ấy. Cưới cái nhà này. You are a skilled embroiderer, no? I guess I was wrong. You are not making dolls. I did make dolls, but cute ones. Nice little carnivorous plants and things. Ah, maybe I should not have brought this up. Why not? Carnivorous plants are adorable. One thing. Yes, adorable. Anyway, if I had actually known you, I would have accepted the proposal. Oh. Why? Did you have some scheme in mind? No, I just mean, now that I have gotten to know you, I would have been happy to... So, you're saying you... with me? It's getting kinda hot in here, isn't it? Maybe it's the tea. Why are you getting so worked up? That was all a long time ago now. A long time ago? Yes. Now we are soldiers fighting together in the same great conflict, right? Cái này là tương lai rồi, cái này And tương my lai parents are gone. So any agreements they might have cooked up would be completely invalid. I guess so. Just think, if we had been married, we would not have been able to build such a deep friendship. That's true. Yeah, we never would have gotten this close. I would have given up on the relationship my parents chose for me and shut myself away even more. So all in all, I am glad I refused to marry that doll cursing princess. Hey! I said I never made cursed dolls! Sorry. I am just glad to have met you at the monastery. I had better take my leave.
We should have tea together again sometime soon. Yeah. See you. I'm glad we met here too. Cô này cắt tóc này trông đẹp thật đấy. Nhân vật này chứ. Rất là nhiều hội thoại nữa. Ferdinand B. Hubert. Show them this letter. Threaten them. Do what you must. Now go. Yes, sir. Thằng này lại đi tống tiền thằng nào. Hubert, that letter. Is that what I think it was? I suppose there's no denying it. But Edelgard explicitly forbade me to send it. Yes, I know. I cannot believe it. You disobeyed a direct order? I thought you were her loyal aide. Unwaveringly. All that I do for her. I seem to recall you expressing a similar sentiment. It is our role to guide her when she is on the wrong course of action. Is that not what you said? You are not supposed to do it in secret. When you disagree with your leader, you must voice your concerns directly. Otherwise, what is the point? The point is the same. Lady Edelgard's best interests are served whether she knows it or not. Thằng này là gửi thư đi mà không cho cô Edelgard biết. Đã đi thịt thằng nào ấy. Không, kiểu hai anh đang tranh cãi về kiểu cái nhiệm vụ đầy đầy tớ là như nào. Anh này thì phục vụ là không quan tâm vậy. Là cái đấy đúng là làm. Còn anh kia là hai kiểu tranh cãi. Anh Hubert này là thấy kiểu cái nào mà kiểu là không trong sạch mà kiểu chủ nhân mình không thích làm thì vẫn làm. She needs not trouble herself with the mundane details of my actions. You are sorely misguided. When I believe that Edelgard is making a mistake, I tell her as much. Through discussing the matter, I sometimes find that I was mistaken. To skip that process, to make a decision that is not yours to make. Perhaps your advice is simply useless then. Excuse me? Listen to yourself. If I do as Lady Edelgard requires, then you tell me to be more independent. But if I tread my own path, I am misguided. I suppose the fault is mine for expecting any useful advice to come out of your mouth. Ugh, I have had enough of your grousing. To think, I started to believe you were a useful aide. Vẫn cãi nhau. Oh, còn một cái là Caspar với cả anh Bailek. Cái này phải tự nó đến gặp mình. Support thì mình xem là còn Ferdinand. Marianne, Hubert A cộng, Edelgard với cả anh này là A, SC, Mark rồi này. Không biết là còn cái gì làm nữa nhỉ? Và chúng ta còn một cái nhiệm vụ nữa. Dealing with desert. Deserter. Cái bọn đào ngũ ấy. Cái này hình như là phải đi ra ngoài đánh trận thôi. Xem mình xem lịch. Nên là chắc chắn là đi đánh trận. Còn nên không có gì thì từ mình sẽ đi ăn với học sinh thôi. Có gì mới hơn không? Bây giờ luyện thêm lên kỹ năng đi. Mình thấy nó chẳng để làm gì. À lúc nãy mình nấu ăn với cô giáo rồi. Today special. Bernie. Ăn với cô này. Với cả cô Manuela nhỉ. À Hubert đi. Cho hai anh chị hạng A thôi. Nữ hoàng kinh. When the three of us sit together like this at the table, let me guess, we look as though we're plotting something wicked. You realize you're mostly to blame for that. Thằng kia âm mưu. Này chắc còn lâu mới lên được hạng B. À đâu còn lâu mới lên được hạng A. Nếu mà lên được hạng A sớm thì bao nhiêu thứ để mà làm rồi. Moramil.
Mình chả biết cái hoạt động gì ngoài cái hát này. Mori. Mori An. Với cả anh Ferdinand. Mori. Ui, nhìn để tóc này nhìn đẹp nhỉ. Ngồi rất là đẹp. It was my father's favorite. Delicious. After a scrub. Thằng này vẫn nói như cái hồi xưa. Ok. Support thì có lên không? Vẫn thế chả lên. Mới là còn cái chỗ nào mình chưa đi rồi nhỉ? Randolph. Randolph là nhân vật mới. Hay nhân vật phụ là chẳng quan trọng. Không nói chuyện là gì. Đây thì mình vào thư viện xem có gì không. À, vào rồi. Ok ok, thế thì mình sẽ end rồi. À, mình sẽ đi đánh trận rồi. À còn phải đi thi chuyển cấp nữa xem. Caspar. Hey professor, something's been bothering me. Remember that suspicious guy I chased after back when I was a student? A knight scolded me for it, but at the time I really thought I was doing the right thing. Now that I've had more experience on the battlefield though. I've been looking for you. There isn't much time, so I'll keep this brief. The knights encountered a band of brigands while out marching. It was hard fought, but we prevailed. Our soldiers are highly trained, but the enemy was formidable, and we weren't expecting combat. There were a number of casualties among our troops. I pray for their soul. Much appreciated, but there's a reason I need to bring this. The brigands all bore identical tattoos of a scorpion on their arms. Please. Oh no. Ok, bọn đấy là hình như băng đảng anh này đi bắt. It. If you'll excuse me, I need to get back to my duties. Băng đảng bỏ cạp. Heck of a coincidence, right? As soon as I mention that suspicious guy, this happens. Some of the knights died in combat. They died because of what I did 5 years ago. This is my fault. Liên quan. If I'd stayed quiet and tracked the guy down like you said, we would have stopped those brigands sooner, and I wouldn't have blood on my hands. But he might have the children. But he probably wouldn't have. Now those knights, they're not coming back. We both know it. This is all my fault. Kiểu hồi xưa là anh này anh truy bắt một thằng băng đảng bọ cạp ấy. Nhưng mà đúng ra là phải đi theo thằng đấy về cái hang ổ, nó bắt cả ổ. Nên kiểu anh em bây giờ cái bọn này nó giết người rất là nhiều lính của mình. Nên anh này kiểu hối hận ấy. Cái này chả có gì. Bố em biết hồi xưa là đấy là cái bộ này là một hộ. Nhiệm vụ luôn rồi. Chắc là mình sẽ cho một số nhân vật đi thi và bán đồ. Sell. Có rất là nhiều vàng nữa mình mà. Intermedia shield này. Ui có 200 nữa. Cái này cầm nhiều siêu thế. Không bắn cho cái con voi này nhiều này. Ui dồi. Cái này búp cho nhân vật rất là nhiều. Mình chưa dùng cái này luôn. Zebra Rope cộng 5 màu ấy. Cộng mãi mãi luôn ấy. Extra Light. Dark Shield. Mình cho nhân vật mình thi thêm Hubert. Anh này lên là dòng, cái dòng Dark Shield, Dark Mage. Ui, mặc đồ y chang luôn á. Physical Defense.
with dark magic. Ok, mình sẽ chuyển cho anh ấy lên cái dòng dark mage. Cái này là dòng chỉ intermediate thôi, nhưng mình thấy là anh này chắc là cái dòng này là chuẩn của anh này rồi. Sử dụng những cái sức mạnh phép bóng tối thì thực ra bây giờ là cũng dùng rồi, thì chắc chắn là này 1000% đỗ rồi. Cái này là ví dụ có thể là reclass lại rất là thoải mái nhé, không có vấn đề gì phải là anh này ở van rồi. Cô mình muốn cho cô Marie này, cô này lên được cái dòng Bishop là cao nhất rồi. Ôi bây giờ mặc đồ này luôn á, đẹp quá nhỉ. Falcon Knight. Mấy cái dòng lên cao này phần lớn là chủ yếu là mấy cái dòng cưỡi nhỉ, ví dụ là cưỡi ngựa hết này, cưỡi rồng này, cưỡi Pegasus này. Cô này lên cái dòng cao hơn thì là được nhỉ. Mình có cái khiên nhỉ. À phải level 30 quên mất. Caspar này, Aedergard này. Aedergard này lên được Molten Savin. Chầm. Hay là mình cho cái cô này về cho dòng lệnh từ từ cho. Thế thì team mình chỉ có mỗi Caspar này lên được rồi. Ferdinand này lên được cái dòng này. Rick Knight, Bow Knight, kỵ sĩ bắn cung. Rick Knight, Dark Holy Knight. Anh này, ui rồi anh này học phép tận hạng B cơ mà. Sao cái này nó lạ thế nhỉ? Làm sao mà bây giờ mà lên được cái phép này nữa? Cái này mình nghĩ là phải cày thôi. Raw với dìu, Rick này. Anh này kể cả học Heavy Ammo về hạng A. Yeah. Nghiêm túc thôi. Chỉ có mỗi Caspar mình là thi được. Caspar là War Master. Dìu sẽ phải lên hạng A à, nhưng mà không đủ vào phần trăm. Ok, thế là mình sẽ nhớ vào rồi mình mission nha. The newly crowned king of the Holy Kingdom of Fargus, Dimitri, has declared fealty to the Church of Seros and is raising an army in preparation for all-out war with the Empire. Tìm xanh. As leader of the Alliance, Claude maintains a facade of neutrality amidst infighting between those who support and those who oppose the Empire. Meanwhile, the Black Eagle Strike Force plans to capture Alliance territory before Edelgard takes the war to the Kingdom and the Church of Seros. With sights set on capturing Deirdre at the center of House Regan's territory, she leads a march across the Great Bridge of Murden to establish a bridgehead. Tập này rất là nghiêm túc rồi này. Chapter 13. We're about to commence our attack on the Great Bridge of Murden. But first, allow me a moment of your time. It is something that I can only ask of you. Listen well. It concerns Lady Edelgard's uncle, the regent of the Empire, Lord Arendel. Although he is currently cooperating with Her Majesty, he maintains his own sizable military troops. It seems to me that his plans differ from our own. I assume you recall a certain group's scheming from 5 years ago? Yeah, man. Solon and Kranya.
They both served Lord Arendelle. Oh, cái nhóm nghe là bọn bọn kiểu X-Men ấy, là phục vụ cái ông này, ông chú ấy, chú của cô Adergat. Why must we cooperate? He must be new. Professor, I understand how you must be feeling, considering what they did to your father. I know it must be foul to even consider cooperating with their kind. However, their power is essential for us at present. Edelgard also strongly opposed the idea at first. Our enemy is the Church of Seros itself. It cannot be toppled with the Empire's might alone. Those working under Lord Arendelle are extremely hostile toward the Church. Mấy bọn Dark Knight. And the enemy of our enemy is... Well, I think you sufficiently understand by now. Until all of Fodlan is united, it is a necessary evil. As for how we deal with him afterward, time will tell. Regardless, tạm thời Her Majesty là đồng minh. And I wish to join our power with yours. You should know that in her heart, Her Majesty regards that group as enemies of herself and her family. They used her father, the former emperor, as a puppet, and murdered her siblings with their vile experimentation. Ồ, tại cái nhóm kia là nó quản lý cả vương triều. Sao sử dụng những cái người con của cái ông vua kia, gọi là bọn này kiểu là chú ấy. Và cái ông này là kiểu chú của mấy bọn thí nghiệm, bao gồm cả cái cô này. I believe Her Majesty may have told you some of this herself. That is why this was a very painful decision for her to make. I will do all I can to ensure her suffering is not in vain. As for all I have told you, please keep it in mind as we... More importantly, I implore you to fight as best you can for Edelgard. From the bottom of my heart, I beg this of you. Cho tôi thì nhiều cái nó giải thích rồi. Như mấy cái phần trước là mình vẫn không hiểu được là cái bọn này nó ở đâu chui đâu ra, có mối quan hệ như nào. Chung là cái thông tin này rất là quan trọng rồi, để cho kiểu người chơi người ta biết được là cái lý do tại sao là nó có nhiều cái phe phái và rất là nhiều cái nhân vật bí ẩn đó kiểu. Nhưng mà những cái vấn đề mà như kiểu là tại sao bắt cóc Flan hay gì đấy, Monica hay là cái sức mạnh của bọn này từ đâu ra thì mình cũng chưa biết này. Là nó như nào, mình chỉ biết là cốt truyện nó qua là như vậy. Cô này là vẫn là cái dòng gì này? Ui, cô này là dòng Amorlot à? Không phải là ấy luôn này. Cô này là sử dụng rìu lạng D à? Ui, cô này có rìu xịn quá nhỉ. Crestone Weapon Racing Stone kinh. Ủa, bây giờ nhân vật này toàn vũ khí xịn à? Paladin level 30 nơi. Quân nó là level bao nhiêu? Align Soldier. Thằng boss của nó đó. Boss nó đây này. Ô, Yurilith. À, cái thằng là Ignac này. Ignac là quân này. Ủa, bên này vẫn còn team mình. Team mình đi full team rồi. Và mình muốn Murray này tham dự, Samir này giải tán. Mình nghĩ là mấy cái nhân phép vật phép này thì không có gì phải ấy. Từ từ xem này. Đây không có hồi máu. Mình nghĩ lại chuyển con này qua đây. Cái này là cái gì? Cái này là đánh bên phía này. Chuyển con này qua đây. Hubert này. Lin Hall. Ok ok. Đánh nghiêm túc phết này.
Ok, chắc là sẽ có nhiều cái thay đổi, nhưng mà về cơ bản là mình nghĩ là cái này nó đơn giản, mình chơi luôn đỡ mất thời gian. Nếu mà ngồi lâu mà nghịch thay đổi chắc chắn là rất là nhiều thứ để điều chỉnh. Ok, mình chơi luôn, không cần điều chỉnh. Balek Edelgard, Foe in Battle. We'll be capturing the Great Bridge of Murden, a key strategic location of the Lester Alliance. Claude will surely be sending reinforcements, so we must prevail before they arrive. À, vậy thì đánh chiến thắng trước khi cái anh Claude anh gửi quân tiếp viện này. Our opponent is Judith, the so-called hero of Daphnel. He can handle her, so long as we don't get careless. The boy said to run if I was in danger, but I could never do that. I'll hold out until reinforcements arrive. Đợi xem quân tiếp viện đến, bố luộc luôn lại quân tiếp viện. Cái này là bao nhiêu? Level 27 à, kinh quá nhỉ. Chơi cứng luôn, và level cao. I will prevail. Cho mình xem cái 3 level speed 35. Này, level 3 speed 31 mà đỡ. Ready for anything. Hot Slayer. Shitty. This is the cost of war. Nghe vẻ nghiêm túc nhỉ? Part of war. Đây là cái kết quả của chiến tranh. Không kiểu không nghiêm túc nhiều hồi xưa. For the Empire. Levi. Nữ hoàng phi lên equip. Ui, quả cái dìu hôm này vẫn thiên về chơi thương chơi dìu cầm khiên rồi, nhưng mà vẫn phải có cái khiên thép nhé, rất là ảo. Cái này defense 25 cơ, ui vãi thật. Put me in there. I'll cut a bloody path. Chết luôn. Ui giời. We will burn together. What a bother. That was fun to watch. Con này là con này dancer à? Con này dòng là warlock. Cái dancer là nó có hiện như này. Meteor. I'll do my best. What's my strategy? Ready when you are. Bài ác rồi. Đội Pegasus. Dorothea, ta phải tài này. Ui, 41x2. Khi mình đánh phép khỏe là đấy. Úi dồi. It's win or die. Thằng này nó nhảy vào con đấm con này. 13x4. Con này đang bị trong tầm đánh của bọn này. Mình chặn đường con này, nữ hoàng. Một bỏ mẹ luôn. 49 luôn, vãi. 30, 32. Cho mà chết rồi. Ui dồi.
rồi. For the fate of Bodlin. Follow Her Majesty's example. Thằng này lại thằng này lại mày cố gắng chả để làm cái gì. Did you think I'd let you go? Nói rất hay người xong. Kiểu mày tưởng là bố mày tha cho mày. Không lên này nhỉ. Mình nghĩ là anh này sẽ đi thẳng lên trên để chặn cái thằng này. Rất là nguy hiểm. Chết rồi. Đúng ra mình phải đánh combat ạt. Anh này tanh quá. Anh này bây giờ tanh khủng khiếp rồi. Bao nhiêu chặn đường. I do this for all of us. Em bạn bắn cung rồi. Ừ bắn cung. Giết thằng này thôi mà. Nhìn mặc cái bộ này trông ảo vãi trưởng luôn. Cần đánh cái này nào. Physics. Đây là làm sao mày ra chặn được cái thằng này. Đánh Dorothy. Mà speed 17. Con này là hai mấy. Nó 17 nhưng mà nó x2 mày. Ok tạm thời là cho con này lùi rồi. Bên này là có thằng Lin Ho. Ô, nó đánh anh này. Anh này di chuyển chậm rồi. Too slow. Trò này công nhận ăn nhạc làm hay thật đấy. Đánh rất là máu ấy. Ủa, chết đi. Nhà nó x2 mình rồi. Úi giời. Ta định đi em. Lý sát mọi người. Này đánh chất thật đấy. Máu tụt máu cứ ửa. Judith, I'm so glad you're safe. Claude sent me here with reinforcements. Why do I have to put up with orders from that false leader? Because you're from the smallest noble house in all the alliance, you whiner. Enemy reinforcements. We didn't finish in time. Don't let them secure the ballista. Đấy, cái quân tiếp viện này là mình là nó không đánh mình ngay đâu nhá. Thế thì bọn này nó chết đi. Thế thì các chú xác định đi. Thế thì mình sẽ lùi. Leonie. Thôi bắn chết rồi con này. Cutting game. Căng quá. Thế mình sẽ cho quân này anh. Cô này chặn đèn. Cô này sử dụng cái khiên silver với cả cái ammo slayer. Cô này sẽ tầm đánh con này bay qua. Ôi cô này tanker của mình. Đánh con chết cha. Đeo cái sách to đúng. Con này rồng này. Mình tiêu con rồng này luôn. Đứng hẳn ở sau này. Combat ảo, Dead Eye, Fever. Ủa chết luôn. Úi dồi mất. Né được cái chiêu của người cô Leonie là được không? Thì tạm thời là mình rút về. Đứng bên cạnh này. Rally cộng với cả Magic 4 cả đẹp.
Đây là cái thằng này, Akion. Con này vũ khí đây, Headlock Shield. Ui, khiên xịn đấy. Rapier, ok. Đánh con, đúng là cái rapier này là dòng đánh cho bọn phép hay là ngựa. Ở đâu? Dùng cho cái bọn ngựa với mọc mọc giáp, rapier lấy kiếm. Cái này trò nào cũng có luôn. Phải em lầm nào cũng có rapier. Cho anh ngựa này là tụt xuống này. Nhưng cô này chỉ đánh ở trong cái tầm này thôi. Ui, thằng này nó Grey Bow á, bản ác này. 17x2, 99% đánh trúng. Ok, mình sẽ đứng bên cạnh để buff cho nhân vật này. Thầy giáo đi lên đi. Thì bắn cung là bắn mạnh thế. Chết rồi. Con này nó đi sang bên này, nó không đánh bên này. I am helping Claude build the future of Fodlan. Này bây giờ lớn lên trông nghiêm túc quá nhỉ. Má quá nhỉ. Ui, đây là cái chơi dìu. Có thằng chơi dìu. Ui, cắn lên. Ui, thằng bắn cung mình quên mất. Hai thằng bắn cung. Tôi chết rồi. Ok, mình sẽ chơi lại đoạn chơi lại cái đoạn đi di ngựa qua này. Ok, mình chơi lại cái đoạn này. Ready when you are. Mình quên mất là nó có hai thằng bắn cung này. I do this for all of us. Dead eye. Bắn chết con này. Pretty good, huh? Để cho đi ngựa để quay về. Tắt cái này. Nó bật thằng nào nhỉ? Cô đi ngựa này nguy hiểm quá, bị phệt. Thôi cứ đứng đi. Để bây giờ nó bắn cung nhiều ghê, không chạy đâu được. Ok, thế lượt này mình sẽ loanh quanh đi một tí nhé. Marianne. Tầm này là học sinh giết nhau. Winning is what matters. Maybe it's better than. Ready for anything. Ok, mình sẽ đối phó với cái hộ này trước. Put me in there. Mà cho anh đánh bên này. I'll cut a bloody path. Mình sẽ đối phó với cái hội bên tay trái. I'll do my best. Ai physics hồi đó 35 rồi. I thank you. For the empire. Anh đi đây. Ok, phải đối phó cái bộ bên tay trái chứ. You're all Captain Gerald's enemies and I will avenge him here. Silverland. Ui, cầm thương bạc. Ôi, cho con này chết luôn.
Ủa, bắn anh Ferdinand à? Bắn nhiệt tình luôn. Thôi cái thằng kia nó bắn bắn ai quân mình à, chết à, đó đây này, nó chuyển ra đây à, chết rồi chứ. Professor, you know Captain Gerald's killer was connected to the Empire. Why did you side with them? Answer me, traitor. Khổ thân nhỉ, cảm thấy kiểu như phản bội. Next try. Ôi, né được luôn á. Thế là mình phải cho anh ấy ra đây chặn đường. Chín mươi bốn phần trăm rồi, giết ngoài nguy hiểm á. Rồi Judith, I'm sorry, I leave the rest to you. Ồ, người chết luôn á, vãi nhỉ. Leonie, you had such a full life ahead of you. I wish I could take your place. There's no reason I should die in this place. It's time for me to return home. Chạy luôn. Có rất là nhiều dương. À, mình không biết là có thể nói chuyện với cô kia hay là để mình quay lại thôi. Như nào. Lượt đầu này. Lượt thứ hai, lượt thứ ba. Ô, cô này chết luôn, không quay lại này. Ôi, có 10 lượt quay lại. Quay lại bét nhè này. Ăn tháp miêu nhé. À, hay là mình thử giết cái quân giáo bà trùm này mà không giết cô này xem có biết được thắng không, không giành phần thắng. Thế thì phải đẩy cô này lên. Giết thằng này đi. Mới có thu phục được cô cưỡi ngựa Leonie. My heart burns with pride. Này, cô này di chuyển rồi này. Ủa, di chuyển sợ rộng quá nhỉ. I'm awake. Bắn cung nó lên. Ready when you are. Giết thằng này ra. It is done. Onward. Không muốn giết cái cô này đâu. Chán nhỉ. Nếu mà phải giết là phải giết rồi. À, cái này giống như kiểu cái Fire Emblem Fate là à, quân mình của phần này thì là sẽ quân địch của phần sau, rất là khó chịu. Nếu mà ví dụ như cốt truyện như là nó chỉ có một dòng như là Fire Emblem Fate thì rất là dễ. Là ví dụ là quân địch thôi, không có quân mình. Còn đây là bạn của phần này thì kẻ thù phần sau nên chơi nó cảm thấy hơi khó chịu ấy. Kiểu như là mình giết đồng đội của mình phần trước ấy. À, từ từ đây này, bắn chết thằng này. Ui, bắn sát ấy, bắn chết thằng này. The lands on the other side of this bridge are mine. Ready for anything. Anh này sẽ cầm cái thương đều đều javelin để không giết cô này. Ôi, đừng bảo cô này vẫn đánh nhau mình nhé. Giết chết rồi. Ui, đâm đau đấy.
không muốn giết tí nào luôn. Nhìn bắn lên. Kêu là team mình đang thiếu hồi máu. Giáp này. Giáp chắc này. Thôi được rồi, mình phải giết thằng này thôi. Coi nó lên nó giết mình nữa. Đấm cái phát này. 18x4. Tay không thì là nhiều. 15. 83%. Đấm chết. Ui dồi. I should have known this would happen. Khổ thân. Brave bow. Cùng rất là xịn luôn. Ignatz, damn it. Such a good kid. He died too young. À, để mình xem. Ui, hội nó xếp hàng đi ra đây. Càng quá nhỉ. Mình xem xem là 18, 50% đánh trúng. Để mình bắn chết cái thằng này. Có khi phải rút cái đoạn này đi. If only I had joined the Empire. Hối hận quá muộn. Physics này. Hồi được à? Hồi được. Hồi đi nè. Thank you. Thế thì bắt buộc là phải giết cái cô Leonie là... Không thì không giết này. Nè, cốt truyện nó bảo thế là phải chịu. Thì mình hai hồi máu, rất là khỏe. Cho anh này, anh lên thịt rồi. Giữa luôn. Rồi. Pháp sư mạnh quá. Đi mình pháp sư dập trời. Vestia Sorcery Engine. Ui này vàng một phệt này. Levine Sword. Đánh 41%. Rồi xem thằng cưỡi ngựa nó chạy đây rồi. Không tới, ok. Chỉ phải giết cái thằng này thôi. Mỗi nhân vật nó lại có một trưởng nhé. Mấy nhân vật này lại không có Thoron. Sau khi cái Thoron là cái phép ấy rất là mạnh mà. Phép điện rất là mạnh mà. Mà sách này rất là đắt tiền. Loại sách ấy. Sách Thoron ấy kiểu. Phép về ép con này về này. Chả lẽ là phải giết con này. Dở quá nhỉ. Trời ơi, thằng này mình có bắn cung này, mình không rút làm nó bị nó phệt chết mình mất. Ui. Cô này là MT máy này. Chứ là nó quên nó đấm cô này là... Đây là X máy. Này không ghi nhỉ. Giết cô bắn cung nhà mình là... Còn ai nữa. Ngựa. Tạm thời. Ôi thì cô này cô chết rồi. Bọn em làm căng quá nhỉ. Không x4 nữa. Ui. Cứng quá nhỉ. Mình thử giết xem cái bà này nhanh thì còn cứu được thì. Ui đấm chết luôn. Rồi kìa.
It looks like I'm done for. Claude, I'm sorry. The result? Headlock shield. Mình sẽ cất cái này đi này. Judith! No! Alliance soldiers! Judith has fallen. Further conflict is futile. If you surrender, your lives will be spared. Lay down your weapons immediately. Đầu hàng đi. Thế là không phải dễ cô Leonie. Ok, mình sẽ xem tiếp thêm là mình có thu phục được cô kia. Leonie, mình chỉ cứu mấy cô nữ. Còn mấy cái thằng nam thì chết đi được, chả sao. You have all fought well. With this victory, we now have a foothold in the Alliance. The Imperial Army will cross the Aramid River and push the front lines forward. The fight will continue, but do not allow that to stop you from taking pride in our hard-won victory. Cái này là muốn kết thúc nhanh là phải tấn công giết chùm luôn. Không có thời gian mở dương mà dùng nữa. This should put a stop to one of Edelgard's choice phrases. Well done, Professor. I believe it was, if only the Professor were here, we could forge ahead and change the tides of this war. Ferdinand, it is not necessary to tell the Professor such things. We're not the only ones benefiting. The whole Imperial Army is stronger now. Mẹ giáo sư bây giờ lại thành cái kiểu là lãnh đạo quân đội. Yes, it seems the Empire finally has both of its legs to stand on. Don't you agree? You make it sound as though I can't run the Empire on my own. Perhaps it's more apt to say that the Pegasus has recovered its home. Judith of Daphnal. What a magnificent warrior. I'm happy to have the Professor back just like old times, but I don't think I'll ever get used to this cruel exchange of lives. When there is something you must not be conceding, you must keep fighting. The fighting has been continuing for 5 years, but now I am again witnessing the Professor's power. Trận này trả lang cái mẹ thì mà cũng... I hate fighting, but with the Professor here, maybe it's slightly less terrible? Giống kiểu như Thánh ấy. But everyone is working so hard. Stop it, Bernie. You can't be the only one complaining. Trong khi Professor có vẻ thánh như là rẽ nước, như kiểu là gì Mô-xê đâu mà cứ làm. I'm glad to see everyone so inspired. Trong khi trận này anh về cứ mà anh trả lại cái mẹ này. It seems the reappearance of the Professor has done much to raise your morale. Do you not feel the same, Hubert? Come now, be honest with yourself. Now, we must take advantage of the situation and blaze ahead. Our path is still a long one. Cái đây là lên cái chapter khác. Ok, chắc là mình sẽ dừng cái tập này đây. Để phần sau là mình xem chúng ta sẽ tiếp tục chinh phạt cái vùng nào. Chắc là vẫn tiếp tục tiêu diệt cái bọn team vàng này thôi. Thằng nào mà có thuận thì cho sống, bật là cho giải tán luôn. Ok, mình sẽ nhớ cái này và mình sẽ dừng đây và lần sau mình chơi tiếp. Đây, như thường lệ, nếu các bạn thấy video hay xin like, chia sẻ để tiếp tục theo dõi được cái series cùng chơi Fire Emblem Three Houses, xin hãy đăng ký kênh YouTube và nhớ nhấn vào cái chuông. Còn trên Facebook thì hãy like fanpage. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại một tập khác.